Sơn xin kính chào anh em. Thì hôm nay em giới thiệu đến anh em hai cái bao Yamaha 202M. Thì những cái dòng M này thì được nhiều anh em săn đón ha. Thì hôm nay về được ba con. Thì em đã vệ sinh xong hai con. Còn một con đây, cậu con này chưa vệ sinh ha. Thì em về được ba con, thì trong đó có một con là xài trò Motorola thôi, còn lại hai con là chạy trò Saken. Em sẽ quay chi tiết cho anh em. Thì đây là em đang test một cái con trò Motorola, thì em cũng báo giá luôn ha. Trò Motorola thì em đang bán với giá là 11.500, và trò Saken thì mang với giá là 11 triệu, tất cả đã bao ship toàn quốc. Vừa tâm tư lạ mắt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mắt đưa ta đi về Nguyễn Thủy lại người mùa yêu như muốn ngọ cùng về ngôn ngữ tình làm băng dấu đôi tay dài thêm 4 giờ về thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi. Thì nói chung là tất cả em đã test hoạt động hoàn hảo trước khi gửi đến anh em. Thì chú làm cái clip để báo có hàng cho anh em ha. Đây thì những cái nắp che phần công suất phía bên đây của con sò Motorola đây. Đây thì mẫu quế như thế này là sử dụng 8 con sò Moto ha, có logo dương miệng nè ha. Đấy, rất là chất. Thì đối với những cái bao như thế này quá trời đẹp rồi, chứ không có thể mà can xà beng đẹp can không tỷ vết như những cái ly được ha. Vì những cái bao này, người ta sử dụng hội trường hoặc là những cái phòng quán karaoke gì đấy thì nó không được giữ gìn như những cái ly ha. Anh em chơi thì anh em biết rồi. Đó, thì vẫn có những cái đường trầy nhỏ, không có tránh khỏi. Đấy. Nè. Đó, đây là một con ở phía sau đây, hình thức là rất là đẹp ha. Nè, con sò Moto thì có số series là 1006 ha, 1006 điện 100V, công suất là 350W. Đấy, có chân ba lần này, còn sáng tròn mướt chát luôn ha. Đấy. Đây. Đây. Mở nội thất cho anh em xem những tắt nguồn. Đây, giờ mở sẵn ốc ra ha. Đây một con. Đây. Anh em thấy đẹp keng không? Đây, những con bao này ruột ra thì nó mới chắc, thì cứ hình thức bên ngoài thì nó nặng. Nó vận chuyển về dưới vô bên đó người ta xài thì không tránh khỏi một cái vỏ trầy xước nhỏ, không có gì tránh khỏi ha. Đó, anh em thấy một cái nguồn xuyến rất là to và hai tụ nguồn rất là khủng ha, hai tụ nguồn rất là khủng nằm phía dưới đây, nằm phía trên đây, nhưng mà người ta nhìn phía dưới nó có thấy nè, hai nguồn bự hơn cái lông bìa và rất là cao đấy. Và tổng thể con phía bên đây thì con này là sò trò Motorola nè, giờ có giá là 11.500 anh em ha. Rồi cái tiếp đó là con bên đây nè, con này cũng rất là đẹp, con này là phiên bản sò Saken đấy. Mở cái nắp luôn, đây là cái nắp đó nè, một gang là đẹp tuyệt vời luôn ha. Nó vệ sinh hết trơn. Đây là sò Saken nè, mỗi quế như này cũng sử dụng 8 con đấy. Thì những cái ngóc ngách như thế này ta nhìn bên ngoài thì không thấy bụi đâu, khi rồi ánh đèn led vô thấy anh em thấy những cái bụi quần áo tấm nhỏ không đấy. Sò Saken đây, tổng thể nội thất của con này đẹp tuyệt vời luôn ha. Đem dẫn lên đây, cái này cũng vậy, cái này là 4 con ha, 8 con mẫu hàng là 4 con Saken ha. Đây là phần phía sau nè, chân ba lần rất cắm rồi còn mới chát ha. Con này là series 14 đuôi ha, 11 series là 3 11 4 đuôi anh em ha, công suất là cũng 350W luôn. Đây người ta dàn phần dưới, người ta sẽ thấy hai tụ lực nguồn này ha, phía trên nó có cái nắp bảo vệ che lại.
tất cả đã hoạt động hoàn hảo anh em ha. Đấy, hai con này cũng như nhau hết. Còn hồ con này em sẽ vệ sinh rồi up clip luôn cho anh em. Mãi đây đây người em thơ nhỏ bé, có anh buồn vài ngày ngắm làn môi thắm thơ ngày, trọn đời chúng tôi mãi yêu nhau ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình ơi. Con bao 202M này thì đối với những cái dòng này chúng ta có thể vừa sử dụng nghe nhạc karaoke rất là hay ha. Những cái dòng này thì anh em thấy rất là nặng, rất là gấu, sở hữu một cái nguồn xuyến rất là to, rất là khủng luôn. Và những cái tụ lục nhỏ nhỏ này và hai tụ lục hồ chính thì khỏi nói luôn, to đùng luôn. Nhưng cái bao mạch phía bên trong này còn rất là mới ha. Đấy rồi thì em cũng xin kết thúc clip ha. Thì đối với con phiên bản Motorola thì 1.500.000, còn cái con Sake thì 11.000.000 anh em ha. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc, giá đã bao ship toàn quốc ha. Đây của phần tre của con Sake, thì con này em sẽ vệ sinh xong rồi em sẽ up clip lên cho anh em ha. Rồi em xin kính chào anh em.